người dân vùng sông nước vui mừng có cầu hy vọng. Từ sáng sớm ngày 26 tháng 9, đông đảo người dân ấp Thành Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ háo hức chờ chứng kiến lễ khánh thành, chính thức đi trên cây cầu hy vọng 40, kiên cố bắc qua con kênh đào rộng hơn 20 mét, thay thế cầu cũ bằng gỗ xuống cấp, nguy hiểm. Cẩn thận kiểm tra từng trụ lan can, lối lên xuống hai đầu cầu trước giờ khánh thành, ông Bùi Văn Khương, 75 tuổi, tấm tắc khen các thợ vườn xây chắc chắn và đẹp, đây là niềm mơ ước của mấy trăm hộ dân vùng hẻo lánh này nhiều năm qua. Chúng tôi vui lắm, quý lắm, ông Khương nói. Lão nông cho biết hơn tháng qua, cùng với nhà tài trợ, ông và người dân nơi đây góp công, góp tiền làm cầu cho nhanh hoàn thành để con em đi lại ngon lành, vận chuyển vật tư nông nghiệp, lúa, trái cây, rau màu rút ngắn thời gian hơn. Còn Trần Thị Mỹ Ngọc, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Trung Thạnh cũng vui mừng, nói, có cầu mới to đẹp, bây giờ tụi em chạy xe đạp không còn sợ té kênh ướt hết cặp vỡ, quần áo như khi qua cầu cũ nhỏ hẹp, treo leo trước đây. Cầu hy vọng 40 dài 35m, rộng 4,5m, tổng kinh phí đầu tư 300 triệu đồng. Trong đó, 50% vốn đầu tư do Quỹ Hy vọng Vận động Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp. Cùng bà con bước trên cầu kênh đào vừa xây xong, ông Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy thành quả thiết thực của việc cùng đồng hành với Quỹ Hy vọng và đặc biệt là sự chung tay góp sức của bà con nhân dân, chính quyền địa phương. Ông Huấn cho biết sắp tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các hoạt động hướng về đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại xã Trung Thạnh, hai cầu nông thôn khác, 41 và 42, do Quỹ Hy vọng tài trợ 50% kinh phí cũng được khánh thành. Ông Đoàn Tuấn Hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Thạnh cho biết, địa phương là nơi đặc biệt khó khăn về giao thông ở huyện Cờ Đỏ. Trong năm 2017, người dân rất mừng khi được Quỹ Hy vọng tài trợ xây dựng bãi cầu nông thôn kiên cố,